Ok, lên xe thôi Jimmy ơi. Con xe này quen quen ta. Hình như là mình đã lấy nó đi thực hiện phi vụ, hay là mình đã lấy nó mình đi làm nhiệm vụ. Mình không nhớ luôn các bạn ơi. Mà trong con xe này khá là hài ha. Xe ba bánh này các bạn. Đó, hơi bị độc nha. Được rồi, hiện tại bây giờ đã đến với hè rồi các bạn. Cho nên là mình sẽ chở thằng con trai của mình đi tắm hè nha. À, mình nhầm các bạn. Mình xin lỗi, chở thằng con trai của mình đi tắm biển ha. Đi tắm hè, đi tắm gì ta. Ôi, anh trai ơi, chạy vào đi anh trai ơi. Mình đậu hello các bạn. Sao vừa vào mình xử lý cồng kềnh dữ vậy ta. Đây các bạn, thằng con trai của mình nè. Nào Jimmy, chào mọi người đi Jimmy. Thanh niên này có tên là Jimmy De Santo. À đúng rồi các bạn ơi. Ủa cái gì vậy, kẹt xe à? Ồ, chạy đi anh trai ơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, được rồi các bạn. Thì trước khi tắm biển, mình sẽ cho thằng con trai của mình khởi động tay chân trước nha. Nào anh trai. Ui, đi qua đường, không chịu lo quan sát đâu, còn mãi mới uống cà phê nữa chứ. Xem chút xíu, cho anh đây đắp chiếu rồi nha. Được rồi các bạn, để tránh trường hợp mình đang bơi á, mình bị chuột rút, thì bây giờ mình sẽ để thằng con trai của mình luyện tập tay chân chút xíu cho thư giãn gân cốt ha. Ồ, lại kẹt đèn nữa à. Mọi người ơi, mọi người. Con xe ba bánh này mình chưa tới thử tốc độ đó các bạn ơi, cho nên là mình không biết vận tốc tối đa của nó là bao nhiêu nữa. Ui, quanh qua đường không quan sát. Rồi, đi xuống rồi các bạn ơi. Bãi biển này rồi, bãi biển này rồi. Wow, trời ngày hôm nay khá đẹp nha các bạn. Không có một chút gợn mây luôn. Đó, trời nắng đẹp như vậy nè. Luyện tập tay chân thích các bạn ơi. Đó, mình đã thấy đối tượng mà mình muốn luyện tập rồi các bạn. Đây đây đây, mấy anh trai đây. Hello, hello. Xin chào mọi người, xin chào mọi người nha. Ủa, thằng con trai của mình Jimmy. Nào, luyện tập đi Jimmy ơi. Đầu tiên. Ồ, anh trai này được đó các bạn ơi. Đúng rồi, anh trai này tính nóng như là kem vậy đó. Đẩy em cái đi. Rồi, đẩy em cái nữa. Rồi Jimmy. Ui, đừng 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 đừng. Ủa, sao luyện tập bằng bó lết rồi? Luyện tập tay chân bình thường thôi. Thằng con của mình hổ báo cáo trò với các bạn ơi. Gõ nè, đó. Khởi động tay chân nóng cho Jimmy. Chưa thì thêm một đối tượng nữa nha. Rồi anh trai này đứng yên lại đó nhanh lên. Đứng yên lại đó nhanh lên. Đi đâu, đi đâu? Em chưa cho phép đi mà. Đúng rồi Jimmy ơi. Luyện tập tay chân đi. Gõ cái mỏ lết đó vô mặt mình thấy thốn ghê luôn các bạn ơi. Gõ một phá một là moi ở lại răng đi nhé nha. Rồi anh trai nữa. Này thì sờ đơn nè. Rồi Jimmy ơi, luyện tập đi Jimmy. Tầm khoảng 4 người rồi các bạn ơi. Nào Jimmy. Hay quá Jimmy ơi. Bên đây là Jimmy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, phải như vậy chứ. Được rồi các bạn ơi, luyện tập như vậy là đủ rồi ha. Bây giờ mình sẽ dẫn thằng con của mình đi tắm biển nha. À quên, đến lượt mình với các bạn. Rồi, anh trai đã hết xà đơn nè. Đến lượt mình nha. Các bạn nhìn nè, đó, này thì hết xà đơn. Mình nhảy lên phá một cái tay còn dính nha. Đến lượt mình nào Jimmy. Rồi luôn các bạn ơi, 2-1 không chọt cũng què. Mà anh trai kia mình thấy là vừa chọt vừa què luôn đó. Còn mấy anh trai nữa, cái gì? Nhìn mình đúng không? Này thì hết đắc nè. Này thì hết đắc nè. Ủa, mình nhảy mình đụng ta mà sao mình té ta. Đúng rồi, luyện tập tay chân. Nào nào nào, giả bốc xin ao làng. Đó các bạn, kỹ năng của mình hơi bị cao nha. Nào anh trai, đám em đi. Đó, né. Và knock out. Knock out. Jimmy hổ báo quá các bạn ơi. Được rồi, khởi động tay chân như vậy thì phải nói khá là ok rồi các bạn. Khởi động kiểu này á, chắc trặt khớp như chơi quá. Với lại rụng thêm mấy cái răng nữa nha, chứ không thể nào được được đâu. Lên xe thôi Jimmy ơi. Con xe này đã ghê luôn các bạn. Đó, mình nghe khởi động động cơ là mình ghiền rồi các bạn ơi. Ok, để mình xem thử đã. Cái bãi bên đây thì khá là đông người đi các bạn ơi. Mình sẽ chọn cái bãi phía bên kia nha. Ô, từ 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 mọi người ơi. Từ từ, bình tĩnh, tự tin và không cây cú nha. Đây là các bạn. Mình sẽ qua cái bãi phía bên kia ha. Ok, tăng tốc nào, tăng tốc nào, tăng tốc nào. Ô, mình nghe có cái tiếng gì các bạn ơi. Hả? Không lẽ là có một chiếc thuyền đang chuẩn bị cập bến hay sao? Được rồi, để mình kiểm tra vị trí là một lần nữa đã. À, mình thấy rồi các bạn ơi.
chiếc tàu ngầm ngay phía trước mặt mình luôn. Ok ok, bây giờ mình sẽ đến đó để mình kiểm tra nha. Theo như bản báo cáo nhiệm vụ thì chiếc tàu ngầm đó đột ngột lao lên bãi biển luôn các bạn. Lúc mọi người đang tắm biển, mọi người hoảng sợ bỏ chạy hết rồi. Bây giờ mình sẽ đến đó để mình kiểm tra thử là chuyện gì đang xảy ra nha. Ồ, không biết là có ai lái con tàu ngầm đó hay là không nữa các bạn. Nếu như mà có người lái thì làm sao nó có thể đi vào bờ biển được. Ồ, các bạn nhìn kìa, nó tiến vào một đoạn phải nói khá là sâu đó các bạn. Ok, góc nhìn thứ nhất luôn các bạn ơi. Ui, chân thật thật sự luôn ha. Rồi, đáp xuống, từ từ thôi. Nào. Ui, mọi người ơi, mọi người rời khỏi khu vực này đi. Cũng có thể là có một loại dịch bệnh gì đó các bạn tấn công những người thủy thủ ở trong tàu ngầm ha. Và mọi người đã có thể là đã hết rồi các bạn ơi. Nào mọi người, đi về nhà đi mọi người ơi. Ở đây nguy hiểm lắm, ở đây nguy hiểm lắm. Rồi còn hai anh trai kia nữa, đúng rồi. Mọi người rời khỏi đây đi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để mình kiểm tra ha. Rồi sau đó mình sẽ đi vào bên trong tàu ngầm mình xem luôn các bạn. Rồi, kiểm tra một vòng phía bên ngoài cái đã. Ồ cái gì vậy mọi người? Mọi người cứ bình tĩnh mọi người ơi, đừng có làm mình rối mà. Được rồi các bạn, nào. Ờ, mình sẽ đi từ ở phía sau lên đằng trước nha các bạn. Kiểm tra hết toàn bộ con tàu ngầm này luôn. Ok, cứ từ từ cái đã. Ồ, bên ngoài của nó thì mình thấy có vẻ bình thường các bạn ơi. Không có dấu hiệu gì gọi là hư hỏng hết ha. Mình nghĩ là nó có thể là bị một cái dịch bệnh kỳ lạ nào đó tấn công hết toàn bộ những người thủy thủ đoàn rồi các bạn. Chứ nếu như mà bị quái vật tấn công á, là con tàu ngầm này phía bên ngoài của nó sẽ bị hư hại rồi các bạn. Còn đằng này thì mình không thấy gì luôn. Nào leo lên. Rồi ok, đi vào bên trong tàu ngầm kiểm tra thôi các bạn ơi. Nào súng. Ủa? Súng. À đây. Đây các bạn ơi, à không phải. Mình trang bị khẩu BWZ mà, đây các bạn ơi, có nòng nhắm luôn nè. Cái đường này hình như là mình vào trong đúng không ta? À được rồi các bạn ơi, vào trong tàu thôi. Đó, mở nắp ra. Đi xuống luôn. Ok, ôi, nào, nhớ anh bạn đồng nghiệp sao kỳ vậy? Mình kêu đi xuống từ từ thôi, tự dưng cái nhảy xuống luôn các bạn. Ồ, phía trong đây. Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, có ai còn ở trong tàu ngầm hay là không vậy? Đây chính là khoang máy nha các bạn. Hello. Ồ, mọi thứ trong đây thì mình thấy có vẻ khá là bình thường luôn các bạn ơi. Không có vết máu gì luôn nè. Nào, ở phía đằng kia. Ui, có một con siêu xe các bạn ơi. Con siêu xe này hình như là con siêu xe bay nè. Ồ, ok. Ồ, chỗ này an toàn rồi các bạn. Còn ở phía trong đây cũng an toàn luôn. Chỉ có một anh bạn đồng nghiệp đi theo mình thôi các bạn ơi. Hai anh bạn đồng nghiệp ở ngoài thì đang canh gác nha. Khoang máy nè các bạn. Ồ, diện tích khoang máy chứa khá là nhiều ha. À đây các bạn ơi, mấy quả ngư lôi nè. Rồi bây giờ mình sẽ lên ngay chỗ trung tâm điều khiển nha. Ồ, camera thì đã bị tắt rồi các bạn ơi. Vậy là không có quá trình gì ghi hình được luôn. Ôi, vậy thì làm sao mình biết mình kiểm tra được? Ồ, camera bị tắt hết rồi các bạn. Vậy là mình kiểm tra không được đâu. Rồi, khoang máy. Ồ, chỗ này hình như là một cái bãi đáp mấy chiếc tàu con này các bạn. Khoang máy đâu ta? Ủa sao rối vậy? Bây giờ nó dẫn mình đi tùm lum tùm la các bạn ơi. Ồ, đi sao? Quánh nguyên một vòng tròn luôn các bạn ơi. Để mình xem kỹ lại một lần nữa nha. Đi sao mà đi thành một cái vòng tròn luôn rồi. Rồi đi qua phía bên đây. Ờ chỗ kia nó có để là cái gì đây, số 19. Ờ khoang máy phía bên đây. À chính xác là các bạn ơi, khoang máy đây. Lúc đầu xử lý cồng kềnh ghê luôn ha. Đi nguyên một vòng luôn các bạn. Ờ chỗ này nè. Không thấy có thứ gì dấu hiệu bất thường các bạn ơi. Mà toàn bộ thủy thủ đoàn mất tích hết rồi. Nào mọi người ơi, có ai nghe tiếng mình hay là không vậy? Hello, xin chào mọi người. Không thấy bất kỳ thủy thủ đoàn luôn các bạn ơi. Ủa, mọi người mất tiêu rồi. Đây chính là phòng ngủ này các bạn. Bởi vì tầng ngầm nhỏ cho nên là cái diện tích của nó đó
nhỏ lắm nha. Phòng ngủ thì chỉ có như đây thôi các bạn ơi. Rồi, khoang máy thì nó chiếm diện tích khá là nhiều ha. Chứ đây là phòng ngủ, phòng ăn rồi nó diện tích nhỏ lắm các bạn. Ủa, thủy thủ đâu mất tích hết rồi các bạn ơi. Ok, hình như phía đằng đây là nhà ăn nè. Nhà ăn cũng không có ai luôn. Tương ớt, tương cà nè các bạn ơi. Mọi thứ vẫn còn yên nguyên ha, sandwich nè. Ủa sao kỳ vậy? Vậy mà không có hết à? Mọi người mất tích đột ngột rồi các bạn ơi, khó hiểu thật sự luôn ha. Được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại khu căn cứ để mình báo cáo nhiệm vụ nha các bạn. Như vậy là không ổn rồi. Ui, cái bình ga. Ê, cháy. Chạy thôi các bạn ơi. Ui, nổ rồi. Bình xịt cứu hỏa nè các bạn. Ồ, giống như là mọi người chỉ mới ở trên đây thôi các bạn ơi. Mình thấy mọi thứ vẫn còn hoạt động nè. Radar nè, màn hình nè, nhà ăn nè, phòng ngủ nè. Mọi thứ vẫn còn hoạt động bình thường nha. Giống y chang là mọi người chỉ vừa mới biến mất thôi các bạn. Vậy thì mọi người đi đâu được ta? Để mình quay trở lại thang máy. Mình sẽ quay trở lại phòng máy để mình kiểm tra mấy cái camera nha các bạn. Hy vọng rằng sẽ có một số cái camera còn hoạt động nha. Nào, Camera. Ồ, màn hình bị mất cái hiển thị rồi các bạn ơi. Phía đằng đây cũng như vậy luôn hả? Ồ, mất tín hiệu toàn bộ luôn các bạn. Vậy là mình không biết lý do vì sao rồi các bạn ơi. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại khu căn cứ và mình sẽ cử một đội mới đến đây để kiểm tra nha. Rồi, rời khỏi con tàu ngầm thôi các bạn ơi. Này thì quân đội nè. Dám lái tàu ngầm để tấn công mình hả? Và đây các bạn, mình chính là vua bạch tuộc khổng lồ đây. Được rồi, này thì xe tăng nè. Quân đội hả? Quân đội với mình hả? À, kia rồi các bạn ơi. Mình đã thấy con tàu ngầm rồi. Con tàu ngầm đó vô duyên vô cớ nó tấn công vậy các bạn. Cho nên là mình mới ăn thịt hết toàn bộ những thủy thủ đoàn trên chiếc tàu ngầm đó nha. Nào mọi người, lại đây. Ủa, sao mình cầm chiếc xe tăng ta? Rồi, để mình thả chiếc xe tăng xuống nha. Ok, con tàu ngầm kia mình cầm được không ta? Ồ, có mục tiêu này các bạn. Nhưng mà có điều không biết cầm được hay là không nha. À, không được các bạn ơi. Này nhá, tàu ngầm nè. Đấm một phát một. Wow, chiếc tàu ngầm văng ra xa thật là xa rồi các bạn. Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người đến đây. Ồ, chỗ này có chiếc trực thăng các bạn ơi. Trực thăng hả? Đâu rồi? Thì trực thăng với mình nè. Trực thăng với mình nè. Lấy trực thăng, ném trực thăng luôn các bạn. Thêm một chiếc xe nữa. Rồi, quái vật bạch tuộc khổng lồ đến đây. Wow, ném hiệu quả ghê không các bạn? Thành phố này tươi đẹp làm sao các bạn ơi. Hay là bây giờ mình sẽ đi phá hủy hết toàn bộ thành phố này. Ok, được đó các bạn. Phá hủy hết toàn bộ thành phố này nha. Ui, các bạn nhìn mấy cái xúc tua của con bạch tuộc kìa. Nhìn nó kinh dị thật sự luôn ha. Nào, lại đây. Cho mình mượn nha. Ra, ném nè. Trực thăng với mình hả? Phóng tên lửa với mình hả? Làm sao mà phóng tên lửa được? Tới công chuyện với mình luôn. Rồi, cho mình mượn nào. Đó các bạn, trên tay của mình đang cầm một chiếc trực thăng nha. Đâu rồi? Lại đây mà phóng tên lửa. Ném hai chiếc trực thăng luôn các bạn. Thôi, bây giờ mình không đùa với mấy anh ở trong quân đội đâu. Mình sẽ đi phá hủy thành phố này các bạn. Thành phố này đẹp quá các bạn ơi. Phá hủy hết toàn bộ thành phố này luôn. Cảnh sát bắn mình thì giống y chang như là mũi đốt inox thôi các bạn. Không xi nhê nhầm nhò gì mình đâu. Rồi, bắn mình thoải mái đi. Đâu rồi? Cứ lại gần mình thì mình sẽ ném lên. Đó, lại gần mình đi. Thì cho mình xin trực thăng nào. Ồ, sao quá các bạn ơi. Chỗ này có mấy cái tòa nhà nó vướng víu quá. Rồi, nào, Tấn công. Đó, phá hủy hết toàn bộ mấy cái tòa nhà luôn các bạn. Không ai có thể cản được mình đâu. À, có cả chiến đấu cơ nữa hả? Bây giờ mà mình đi đến quân đội thì mấy thanh niên này mình đảm bảo với các bạn á là sẽ không dám bắn mình đâu. Bởi vì bắn mình là sẽ được đến quân đội nha. Này nhá. Wow, kích thước nó to quá các bạn ơi. Mấy chiếc trực thăng, mấy chiếc máy bay này á không xi nhê nhòa gì mà hết à.
mà cứ đuổi theo bắn mình hoài à. Khó chịu quá, khó chịu quá, khó chịu quá. Nào 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 nào, cho mình một con xe đi, cho mình mượn một con xe. Rồi ok, và 3, 2, 1, chuẩn bị ném nè, chuẩn bị ném nè. Đó, nổ luôn nha, nổ luôn nha, nổ luôn nha. Ok, thêm một chiếc nữa, cho mình mượn nè, cho mình mượn nè. Ồ, mượn không được rồi các bạn ơi, mấy thanh niên này bay nhanh quá. Ok, phá hủy thành phố rồi thôi. Wow, cái tòa nhà to quá các bạn. Rồi, phá hủy tòa nhà này nè, phá hủy tòa nhà này nè. Ôi, mà không bỏ rồi các bạn ơi. Cứ mỗi lần á mà mình lên bờ lâu quá là mình phải xuống nó một lần nha. Bởi vì cái lượng oxy trong người của mình á sẽ không có đủ các bạn. Lượng nước trong người của mình nó cũng thấp lắm. Rồi, đấm nè, đấm nè. Ui, đường cao tốc hả, đường cao tốc hả? Được đó, được đó. Xuống đường cao tốc và đi quẩy thôi các bạn. Mình sẽ phá hủy hết toàn bộ những con đường ở đây nha. Ờ, nhưng mà trước tiên để mình tìm kiếm cái lượng nước cái đã các bạn ơi. Hình như là ở phía đằng kia có một cái công viên. À, được rồi các bạn, được rồi các bạn ơi. Chỉ cần có công viên là mình sắp thụ nước được nha. Bắn mình thoải mái đi. Mình không có sợ đâu nha. Phá hủy hết tất cả mọi thứ luôn các bạn. Này thì đường cao tốc nè, này thì đường cao tốc nè. Trực thăng với mình hả, trực thăng với mình hả. Mình di chuyển hơi bị chậm nha các bạn. Cơ thể của mình to quá các bạn ơi, cho nên là mình không thể nào mình di chuyển nhanh được nha. Cơ thể của mình nặng lên đến mấy trăm tấn rồi các bạn. Đó, phải như vậy chứ. Bắn mình đi, bắn mình thoải mái luôn. Nhiệm vụ của mình là mình sẽ đi phá hủy thành phố này mà các bạn. Mấy anh trai này cứ thoải mái mà bắn mình nha, mình không có sợ đâu. Rồi bay lên, bay xuống. Ok. Các bạn thấy không, cái chiếc trực thăng kia nó bay lại gần mình. Mình không cần đấm nữa các bạn, chỉ cần mình bay lên, mình đụng trúng cái một thôi, vậy là chiếc trực thăng đó nổ liền luôn đó. Rồi bay lên nè. Phải như vậy chứ. Rồi ở phía ngoài kia đường cao tốc nữa, đi xuống dưới đó và quẩy thôi các bạn. Nào 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 nào, bay xuống. Wow, mỗi lần mình bay lên á, mấy cái xúc tu của mình nó đưa ra nhìn ngầu hơn cả cái bông cầu Skibidi nữa các bạn. Oh. Mấy cái xúc tu của mình đã thật sự luôn ha. Rồi rồi, tiến đến vùng quê bất ổn thôi các bạn ơi. Mà di chuyển chậm quá, di chuyển chậm quá. Nào bay lên. Đó, này thì chiến đấu cơ hả. Bắn mình không có xi nhê nhầm nhò gì đâu. Bây giờ là có cả cảnh sát thành phố nè các bạn. Rồi những si quát nè, tất cả những lực lượng mạnh nhất trong thành phố này đang đi theo để tấn công mình nha. Nhưng mà làm sao tấn công được mình, cơ thể của mình cứng lắm các bạn. Mấy thiên này bắn mình chỉ y chang như là mũi đốt inox thôi. Ơ nào, lấy trực thăng bắn mình à. Đúng rồi, bắn tên lửa mạnh lên. Tìm cái loại tên lửa nào mạnh mạnh đó rồi bắn mình. Chứ mấy cái loại tên lửa này hả, làm sao mà nhầm nhò thấm thía với mình được. Ok ok, tiếp tục tàn phá tất cả mọi thứ thôi các bạn ơi. Nghe rõ, nghe rõ, đội không quân đã sẵn sàng lên đường. Được rồi các bạn ơi, nhiệm vụ của mình đó chính là mình sẽ ngăn chặn con quái vật bạch tuộc khổng lồ đang đi tấn công mọi người nha. Đúng rồi, lên chiến đấu cơ thôi các bạn. Đã xác định được vị trí của nó rồi và chuẩn bị khai hỏa thôi các bạn ơi. Ok, con này hình như là con laser các bạn. À, mình thích lái con laser lắm nha. Con laser lái đã lắm các bạn. Ở trong khu quân đội thì có hai con chiến đấu cơ, một loại là Hydra còn một loại là laser nha. Hydra thì dạng như là nó lên thẳng luôn các bạn, nó không cần phải lấy trớn nha. Còn laser á, thì mình cần phải lấy trớn mà được cái laser á. Đây các bạn nhìn nè, đó, mượt hơn cái xung siêu luôn các bạn. Đó, quay nè, xoáy nè, xoáy nè. Thôi 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 thôi, dạ dòng thôi các bạn ơi. Xoáy nhiều quá mình chóng mặt luôn đó. Ok, đâu rồi quả cho bạch tuộc khổng lồ. À, mình đã xác định được vị trí của nó rồi các bạn ơi. Gần nhà tù liên bang, gần nhà tù liên bang nha. Chuẩn bị khai hỏa thôi. Và lần này mình sẽ chọn chế độ đó chính là súng cá nông nha các bạn. Súng này bắn nó sẽ nổ. Đó các bạn nhìn nè. Ủa nổ không vậy? À có. Được rồi, này thì quá vậy bạch tuộc nè. Quá vậy bạch tuộc nè. Đó, ui, nó bay cao như vậy, nó bay cao như vậy. Nó đang tấn công mọi người đó các bạn. Ok, bây giờ chuyển sang chế độ bắn tầm nhiệt luôn nha. Nào 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 nào, quay lại. Chuẩn bị chế độ tầm nhiệt. Ok. Nào. Ủa?
sao mình không chọn được mục tiêu là nó ta? Lạ quá các bạn ơi, mình không chọn được mục tiêu là nó nha. Được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại nha. Nào, 3, 2, 1. Ok. Từ từ. Đây là các bạn ơi, chế độ tầm nhiệt đây. Nào, bắn. Đó. Ui, hụp rồi các bạn ơi. Ui, phía trong đó là nhà tù liên bang nữa chứ. Rồi, xong mấy thanh niên tù nhân luôn các bạn ơi. Làm bữa trưa, cửa con quét bạch tuộc rồi. Mấy thanh niên đó đã đi tù rồi các bạn, mà cũng không yên nữa. Nào, chuẩn bị. Khai hỏa. Nếu như thì không được, mình sẽ làm cảm tử quân nha các bạn. Mình sẽ lái chiếc máy bay này và mình lao thẳng con bạch tuộc đó luôn. Cảm tử quân nha các bạn. Lần này thì mình sẽ làm thật, mình không sợ nó đâu. Nào, ôi mình quên, trước khi mình lao vào nó thì bây giờ mình sẽ đáp xuống sân bay như quỷ bất ổn, rồi sau đó mình sẽ gài bom nha các bạn. Rồi, chuẩn bị lấy chân gấp xuống. Nào. Ủa, mình nhớ lỡ sân bay như quỷ bất ổn có một đội tiếp viện đang chờ mình mà. Một đội tiếp viện chờ mình đến đây để đổ xăng các bạn ơi. Ủa, ôi không ổn rồi. Mình sẽ chọn cái sân bay đằng kia nha. Nó đuổi theo kịp rồi các bạn ơi. Rồi, sân bay ở phía đằng đây nè các bạn. Sau đó mình sẽ đặt full bom lên chiếc máy bay này và mình sẽ lao thẳng vào nó để mình kết thúc nó nha các bạn. Ok, thả chân gấp xuống. Ôi, nó di chuyển nhanh thật sự luôn các bạn ơi. Cái xăng này thấp quá ta, được không? Nào. Thấp quá. Ui, thắng lại. Phanh. Được không vậy? Được nha các bạn. Phanh được. Xem chút xíu là mình lủi xuống cầm cầu rồi. Ok, bây giờ để mình lấy trớn lại nha. Nào. Quay qua. Ôi, cũng may là nhờ tài lái máy ba tài ba của mình đó các bạn ơi. Ở các bạn thấy không, cái đường băng này nó ngắn lắm. Mà cái chiếc laser của mình á thì nó cần cái đường băng dài hơn nha. Nhưng mà làm sao làm khó được anh ba báo Gummy các bạn. Anh phi công tài ba mà mấy cái này làm sao làm khó được mình. Nào, sticky bomb 25 quả đặt full luôn các bạn ơi. Ok, đặt hết luôn nha. Rồi, và trước khi kết thúc video các bạn hãy nhớ chúng mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chuẩn bị làm cảm tử quân thôi các bạn ơi. Lần này là mình sẽ thật nha. Mà mình không biết là chiếc máy bay này cái ghế của nó mình nhảy ra ngoài có được hay là không nữa. Hy vọng rằng mình nhảy ra ngoài được nha các bạn. Đó, ném 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và xong rồi các bạn ơi. Chuẩn bị lao thẳng vào con quái vật đó thôi. Để mình kiểm tra thứ đã. Ồ, hình như chiếc ghế của mình không có cần gạt các bạn. Nào. Con quái vật bạch tuộc kia nha, chuẩn bị đi. Bây giờ mình sẽ lao thẳng vào nó nha các bạn. Rồi, và trước khi kết thúc video các bạn hãy nhớ. Ồ, what the hell, sao nổ rồi? Mình bấm nhầm các bạn ơi. Ôi, tại sao lại như vậy chứ? Một pha xử lý phải nói khá là cồng kềnh luôn. Làm hoang phí hết 25 trái bom các bạn. Còn đang định làm cảm tử quân sao cho cảm động chưa gì hết cái. Nổ chiếc máy bay rồi các bạn ơi. Chán thực sự luôn ha. Rồi. Những quả bom này là bom kích nổ từ xa nha các bạn. Mà mình không biết hồi nãy á, mình bấm nhầm cái gì hay là không nữa. Mình sợ là mình bấm nhầm gì đó các bạn. Hoặc cũng có thể là mình đặt bom trúng ngay chỗ cái động cơ đẩy nha các bạn. Khi mà nóng quá đó thì những quả bom nó sẽ nổ nha. À, lần này thì mình sẽ hạn chế nha. Mình sẽ không đặt bom ngay chỗ phần động cơ nữa các bạn ơi. Mình biết rồi. Bởi vì mình đặt bom ngay chỗ phần động cơ á, khi mà nó hoạt động nóng quá thì những quả bom nó sẽ nổ nha. Ngay cả cái nguyên lý cơ bản như vậy mà mình nắm cũng không được nữa hả. Để cho hoang phí hết cả một mấy quả bom luôn các bạn. Rồi, lần này thì sẽ không có bất kỳ sự hoang phí nào hết. Nào, ném. Rồi, ok. Rồi các bạn ơi. Ồ, có một quả bom bị rớt ra ngoài. Vậy là mình còn 24 quả bom nha. Không sao,
24 ở bên thì như vậy thì cũng khá là ok rồi ha. Nào, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Rồi, phải như vậy đó các bạn. Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.